Kính thưa quý vị, nhận được tin buồn, ông Phạm Bội Hoàng, ký giả truyền hình Việt Nam nổi tiếng, được biết đến với tên gọi PB Hoàng của đài CBS. Ông Phạm Bội Hoàng sinh ngày 30 tháng 7 năm 1934 tại Hàng Bạc, Hà Nội. Pháp danh Minh Tâm, mất vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019, tại Springfield, Virginia. Nhằm ngày âm lịch, mùng 6 tháng 5, năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 85 tuổi. Ông Phạm Bội Hoàng là một cựu chiến binh Việt Nam, là người tiên phong trong lĩnh vực truyền thông Việt Nam. Và chúng tôi, các thành viên của SBTNDC và VATV, thường gọi là bác Phạm Bội Hoàng. Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện quân sự nơi ông được đào tạo như là một phóng viên chiến trường, ông Phạm Bội Hoàng gia nhập CBS News với tư cách là một nhà quay phim tại Sài Gòn vào tháng 4 năm 1965. Chỉ một tháng sau khi các đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên Hoa Kỳ đổ bộ lên Đà Nẵng vào ngày 8 tháng 3 năm 1965, mở đầu cho quyết định Hoa Kỳ chính thức tham chiến tại Việt Nam. Theo bài viết của nhà báo Phạm Trần, với chiếc máy quay phim nặng trĩu khoảng 40kg trên vai, nhà báo truyền hình Phạm Bội Hoàng đã làm việc cho các đồng minh Mỹ và Việt Nam nể trọng trong mọi hoàn cảnh thu hình, dù khó khăn và nguy hiểm cách mấy. Vì vậy, ông từng được các ký giả chiến trường Mỹ ca tụng là một trong hai Iron Man của người Việt Nam vì sự can đảm và gan dạ khi họ đi theo các cuộc hành quân Việt-Mỹ. Người kia là ký giả truyền hình Võ Huỳnh làm cho đài NBC. Hai đoạn phim truyền hình về chiến tranh nổi tiếng của Phạm Bội Hoàng trên CBS là các trận giao tranh giữa quân Cộng sản Việt Nam tấn công vào căn cứ Khe Sanh năm 1968 và khi ông có mặt ở Huế năm 1968 để thâu hình ký giả danh tiếng hàng đầu của CBS và được dân Mỹ tín nhiệm nhất là Walter Cronkite, đi theo thủy quân lục chiến Mỹ tiếp giúp quân lực Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm cố đô Huế trong trận Mậu Thân. Sau đó, chính bài bình luận lịch sử 3 phút của ký giả Walter Cronkite vào ngày 27 tháng 2 năm 1968 sau khi từ Huế về Hoa Kỳ rằng cuộc chiến không thể chiến thắng đã thay đổi dư luận Mỹ và khiến cho Tổng thống Dân Chủ Lyndon Johnson đã bỏ ý định ra tranh cử Tổng thống. Với nhà báo truyền hình Phạm Bội Hoàng, sau khi di tản qua Mỹ năm 1975, ông được CBS cử làm người thâu hình chính tại Tòa Bạch Ốc suốt 25 năm, qua 6 đời Tổng thống trước khi nghỉ hưu. Phạm Bội Hoàng là người nổi tiếng trong hàng ngũ ký giả nước ngoài hơn là đối với người Việt và báo chí Việt. Chỉ có những ai làm việc với các báo hay là đài nước ngoài tại Sài Gòn trong thời gian chiến tranh thì mới biết rõ sự nghiệp của ông mà thôi. Tuy nhiên, đối với đài truyền hình SBTN nói chung và VATV ở vùng DC nói riêng, ông Phạm Bội Hoàng lại là một người có công rất lớn. Ông đã đáp lại lời mời của nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc SBTN và của anh Võ Thành Nhân, giám đốc VATV và SBTN-DC để truyền nghề không công và hết lòng chỉ dạy cho các khóa học viên biết thu hình và cách sử dụng ánh sáng từ A đến Z. Ông cũng là người đã xin cho CBS, cho VATV và SBTN-DC được sử dụng miễn phí nhiều dụng cụ được CBS thay thế trong những ngày mà Võ Thành Nhân mới chập chững bước vào đời truyền hình. Vì vậy, những hình ảnh đẹp và các góc cạnh của một cuộc phỏng vấn hay là phóng sự của VATV hay SBTN-DC có nhập vào mắt khán giả và được mọi người chú tâm theo dõi hay không, phần lớn đều có công của ký giả quá cố Phạm Bội Hoàng. Vì vậy mà vào năm 2006 thì VATV SBTN đã vinh danh ông và vào ngày 22 tháng 4 năm 2017, tên PB Hoàng đã được đặt cho studio thu hình mới của SBTN-DC, gần trung tâm thương mại Eden Center của người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay, sự ra đi của ông Phạm Bội Hoàng không chỉ là nỗi xót thương của gia đình bà quả phụ Nguyễn Khoa Diệu Lưu, mà còn là sự mất mát lớn lao của đại gia đình báo chí Việt Nam tại hải ngoại. Chúng tôi, toàn thể cộng tác viên SBTN-DC và VATV một lần nữa, xin bày tỏ lòng biết ơn tới bác Phạm Bội Hoàng và thành tâm chia buồn với bác Diệu Lưu. Kính chúc hương linh bác Phạm Bội Hoàng vãng sinh tịnh độ. Thành kính phân ưu, gia đình SBTN-DC và VATV.
Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin cho email về washingtondc@sbtn.tv. Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.